toàn năng toàn giác. Khi mà của thanh tịnh thiền á thì chỉ Phật có của thanh tịnh thiền được, chứ mình không có của được đâu. Rồi còn những người mà khi Đức Phật ở đó đó mà bổ ra người nào con người con đức vô lượng, người ta sẽ đương theo cái này, thì đương theo cái thanh tịnh thiền này này, người ta có kiến tánh á, ví dụ cái kiến tánh nó nhìn về Phật giới được đó. Chỉ người nào mà có đức vô lượng mà do vị Phật của thanh tịnh thiền ra mới biết được đó. Đã ngắn gọn vậy thôi. Chắc bác kỳ hỏi gì? Cái câu số 2 cũng là Lương Hữu Phước hỏi. Trong Kinh Kim Cang, ông Tu Bồ Đề có hỏi Đức Phật: nhân duyên vô tướng, quả vị hữu tướng, không Phật không Pháp, nhờ Thầy giải đáp điều con. Ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: trong Kinh Kim Cang là nhân duyên vô tướng, quả vị thì hữu tướng. Cái này phải hỏi cho rõ. Trong Kinh Kim Cang thì nói cái ý như thế này nè: cái gì mà có tướng là giả dối, cái không tướng mới là thật tướng. Nhưng mà ai thấy cái thật tướng đó thì mấy cái người mà ngộ thiền nó thấy được cái này thôi nha. Bởi vì thầy ra trong Kinh Kim Cang nói rõ câu là phàm sử hữu tướng gia trị hư vọng, nghiệp kiến tướng phi tướng tức kiến như lai. Mình thấy đây là muốn nói là cái người đó là kiến tánh á. Cái câu này là nói về cho người kiến tánh, Kinh Kim Cang nói là vậy. Nhưng mà tại vì Kinh Kim Cang nhiều nhà dịch đó, nó dịch hơi sai. Thành ra còn nếu mà đúng đó, có nghĩa là người nào thấy, mình thấy mà không phải bằng cái tướng tứ đại mình thấy á, thì người đó thấy được, thấy bằng tướng như lai. Bằng tướng như lai là gì? Bằng cái tướng Phật của mình á. Như lai là những tướng Phật mà nó không đến không đi không qua không lại, người ta gọi là tướng như lai. Ai cũng có tướng như lai đó, chung hẳn nó, chứ phải như lai là ông Phật. Còn Phật xưng mình là ta là như lai, có nghĩa là ta là con người nói không đến không đi, con người chân thật. Đó là Kinh Kim Cang mà nói. Hỏi cái câu này mình chuẩn cái câu hỏi lại. Cái Kinh Kim Cang thường nói, nhưng mà tại cái yên vị mà chết đến ta chưa có hiểu được cái này, thì hơi sai một chút. Thành ra bây giờ nó đúng rồi. Thiền tâm nó ra để nó chuẩn tất cả những cái lời nói của Đức Phật mấy ngàn năm về trước, thì trong các kinh đại thừa. Giờ hỏi tiếp. Câu hỏi của Trần Văn Hậu ở Quảng Nam hỏi: một người mà tu theo, họ biết pháp môn thanh tịnh thiền rồi, họ tu theo, họ tin lắm lắm, họ có một ít công đức, nhưng mà họ không được truyền thiền, như vậy họ có giải thoát được nghiệp Phật giới hay không? À, về Phật giới thì thầy nó có ba cái công đức về Phật giới. Thì bây giờ mình hiểu tở gì hiểu, nhưng mà anh phải có công đức. Rồi nếu mà anh không được truyền thiền thì công đức cho sáng. Thì chư Phật ngày xưa cái vị Phật mà dẫn mình vào đó thì người ta tiếp ta dẫn mình về. Nhưng mà vị Phật đó quay đương theo cái quyền ký dẫn đi, chứ không phải cũng dẫn về lúc nào dẫn. Thành ra tất cả những người được truyền thiền không được truyền, nếu mà người bình thường cứ công đức cho nhiều đi rồi nghĩ thế nào. Bây giờ truyền thiền người ta đã công khai ra, ta nói con đường về Phật giới đó, mình nghiên cứu cái này nè, phải đi về được, không cần ai dẫn, nhưng phải nghiên cứu này. Sự thật không là cần ai dẫn, nhưng khi về chắc chắn phải có người dẫn mình về mới về được, chứ không phải. Nhưng mà tại mình có nhiều công đức quá thì cái vị thần quản lý á, hoặc cái vị Phật ở nước dẫn mình vô thì người ta xuất hiện để nó dẫn mình về. Giờ phải tin cái này được là được. Người tu theo pháp môn thiền tâm, họ đang kinh doanh mua bán thì họ có thể mở rộng thêm cái ngành mua bán của họ, có thể mở rộng thêm được không? Họ mở rộng thêm mua bán giống như họ giờ đang mua bán, rồi bây giờ họ biết có một thiền tông này họ tu, bây giờ họ có thể mở rộng thêm cái ngành mua bán của họ, mở rộng ra được không? Cái này tốt cho đâu có sao. Thế giới vật lý là cái gì phải phát triển hết, nhưng có một điều
khi mà mình mở rộng là khi mình hết duyên mình về Phật giới cơn buông, mình buông mới về được, còn nếu không buông không về được, đó nó kẹt tại chỗ đó. Bây giờ tất cả giàu có cỡ nào giống như ông Trần Nhân Tông, ông làm vua mà buông được thì ông mới về được. Thế còn nếu mà xin lỗi, mình có giàu cỡ nào đâu bằng vua ha, ông vua buông được thì về được. Đừng có ngại làm cái gì được. Thế gian này, thế giới này làm cái gì thì phải đeo theo đó. Và thế giới vật lý, cái thiền tâm á là người ta chỉ rõ cách sống ở trên cái đất này, cách trở về Phật giới. Chỉ thiền tâm mới có giảng cái này thôi, còn tất cả không có cái pháp môn nào giảng cái chuyện này. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi nói là cái thiền tâm gọi là độc quyền dẫn người về Phật giới, không có người thứ hai, không có pháp thứ hai. À, còn chuyện buôn bán kinh doanh cỡ nào được, nhưng mà buôn nổi không? Giờ sắp buôn nổi không? Buôn nổi thì về, còn buôn nữa thì mình thích thì mình đeo theo thì luân hồi tiếp. Rồi hỏi tiếp đi. Cái câu hỏi này có vẻ là luân hồi chút. Của Phật tử Trần Thúy Hằng ở tỉnh Ninh Bình hỏi: theo sự tích, hoàng hậu Maya có giấc mơ kỳ diệu là thấy có một luồng ánh sáng cùng với một con voi trắng sáu ngà ở lại trong bụng bà. Khi đến ngày năm đầu, bà giơ tay hái hoa vô và đản sanh ra thái tử, bước đi ngay trên bảy đó qua xe hồng. Như vậy con thấy có cái gì nó quyền thoại quá, xin thiền chủ giải thích giùm. Thiền tâm này nói đúng là những cái chuyện mơ hồ không có nói tới. Bây giờ thiền tâm là ta nói thực tế, còn cái chuyện mà giấc mơ hay là chuyện xưa kể lại bỏ đi, thiền tâm không xài cái này. Bởi vì cái đó người ta cũng thật thần thánh quá, mặt hoàng hậu Ma Gia. Cái sự thật đó là cái đất này, một vị mà mẹ của một vị Phật khôn ngoan thì đương nhiên có những cái hiện tượng đó. Nhưng mà nên nhớ rằng con voi trắng sáu ngà hay này gì nọ, đây là cái chuyện mơ hồ thôi. Nhưng mà trong thiền tâm có dạy nhắc đến gì con voi trắng sáu ngà, có nghĩa là thái tử Đức Đạt Đa vào thế giới này dùi phủng sáu cái chất của con người đó, mở rộng ra. Con người phải mở hoàn toàn đó, ý này để mà còn cái hoa vô u á là cái vô phiền vô não, thì đã nói rồi. Cái hoa đó là về sau Đức Phật thì dạy bằng cái cành hoa sen này, chứ trên thế giới cũng hoa u vô u, chỉ có cành hoa sen ai nhận được, không có phiền có não là cái cành hoa sen, ý là ẩn dụ vậy thôi. Còn nhờ tám sáu ngà cũng là cái công thức thiền tâm để dùi tất cả những cái mà cái sáu điều lục đạo luôn nghèo hầu được rồi. Xôi kia mà nói rõ ra cho người ta biết luân đạo luân hồi là cái gì, đó là tượng trưng cho con voi trắng sáu ngà. Còn qua vô u là cái qua không phiền không não, ai mà kiến tánh thì mới không phiền không não, còn nếu mà chưa kiến tánh thì vẫn chữ độn như thường nha. Hỏi câu thế này. Câu hỏi của một Phật tử tên Nhữ Thanh Sơn ở Nghệ An hỏi câu số nhất, câu số 1: sáu trái đất quay quanh mặt trời trong vòng 24 tiếng thì có một trái đất nghiêng vào trung tâm vận hành luân hồi. Như vậy cho con hỏi, khi trái đất nghiêng vào trung tâm vận hành luân hồi thì có phải theo một thời gian cố định hay không? Vòng quanh của một cái trái đất là 365 ngày mà có 24 tiếng đồng hồ, mình nói trái đất mình gọi là Nam Diêm Phù Đề, nó phải quay ngang cái trung tâm vận hành luân hồi phía bắc, phía dương, phía âm, để thì nó lấy cái tên Phật vô. Qua 4 tiếng thì trái đất này phải đi chỗ khác, rồi cái trái đất thứ hai nó cũng quay vô. Giống như mình thấy bây giờ, bởi vì dân cao rồi, ví dụ về cái đường này, ví dụ cái đường băng nó tiếp nhận phi cơ mấy tiếng đồng hồ, tiếp nhận một chiếc thôi, cái này đợt này khác rồi đi, cái khác nó tới, thì cái vòng luân hồi nó cũng kịp đến, thì trái đất này quay tới đầu để tiếp nhận đến Phật vào.
khi ngủ hết 24 tiếng rồi quay lên tâm thì cho đến kia nó bắt đầu nó sắp hàng tới. Mà nên nhớ rằng 365 ngày chia cho 6 trái đất thì có bao nhiêu ngày? Trung bình 60 ngày tánh Phật có vô một đường, được một lần. Đó là cái tánh Phật vào thì phải hiểu cái nguyên tắc đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi cái tiếp: nếu một chung ấm thân muốn trở về Phật giới thì chung ấm thân đó có phải chờ cái trái đất Nam Di Bồ Đề này nghiêng vào trung tâm Phật hành luân hồi hay không? Muốn trở về Phật giới thì nên nhớ là tiếp nhận và tánh Phật của 365 ngày một dòng. Thì mình bây giờ đi về Phật giới của 365 ngày thì nó mới quay trở lại cái hải triều dương được, thì tánh Phật thì mới mở ra được. Mà cái này nó đi nó thuộc chuyên sâu. Mà bây giờ tất cả có nhiều người đó, bây giờ nếu mà mình có công đức thật nhiều mà nếu mà cái trái đất này nó không quay lại đúng cái trung tâm vận hành luân hồi về phía hải triều dương thì cũng về được. Thì tôi thí dụ cái này nè, thí dụ á mình đi mình đáp phi cơ đâu 12 giờ nó bay, mà mình tới 10 tiếng sao mới đợi 2 tiếng, còn mấy người đến trước 5-10 phút thì ta đợi có mấy phút thôi. Không, bởi vì thành ra khi mà truyền tiền khi về Phật giới thì phải có quả tiêu dẫn. Cái quả tiêu đó mình giống như là cái hướng dẫn viên dẫn cho mình đi. Có nhiều khi tới mà không biết, người ta không thấy đâu á thì ông biểu đỡ đi, còn mấy tiếng hồ mấy chục ngày nó mới tới, cái đánh này mới quay tới mới về được đó. Thì nguyên tắc của nó là vậy. Mà cái này thì nói đúng ra trả lời cho những người được truyền tiền thôi, chứ còn không có phải trả lời đại chúng. Nhưng mà anh ai không có cái chuyện trả lời cho nhiều người truyền tiền thì cũng nên nghe, nên nhớ rồi để kinh nghiệm cái này. Đây là những cái lời nói mà những người không được truyền tiền nếu bắt được tạo công đức nhiều dẫn về Phật giới được. Nên nhớ cái chỗ này, một chương Phật của Phật giáo nằm ở chỗ này. Vì thế mà không ai hiểu cái chuyện này. Bởi vì thành ra bây giờ nói không tu này có khi sự thật là không có hiểu. Nhưng mà giờ nói sao giờ? Bởi vì trong khi truyền thiền mà Đức Phật nói là mấy ngàn năm sau bây giờ cái pháp này mới nói ra. Mà nói ra chưa chắc là yên đâu. Cái người mà ta bắt người lợi ta cấm á, tôi nói là Rồi đây cái truyền thiền không có dài đâu. Người ta cấm, nếu chính quyền cấm mà giáo hội cấm thì mình phải tu lịnh ra chứ. Bởi vì Đức Phật quá là tuy thiền tông ra đời nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi, rồi đợi yêu thì quay qua một chu kỳ khác. Chu kỳ khác là chừng nào? 10.000 năm nữa nó mới trở lại chu kỳ của Mai Việt Nam dạy cái này. Thành ra bây giờ may mắn thì bây giờ nếu mai mốt mà không có công khai chuyện thiền nữa thì nên nhớ rằng phải coi trong bí mật. Giống như 36 vị tổ thiền tông, có ông thì vô chùa thiền nữa, có ông ra thiền mà rốt tay phải chịu cái này nè, phải chịu cái quy luật này. Là vì cái thế giới vật lý mà cho người ta phải hơn thua rồi tranh giành tranh nhân đạt lợi, thành ra thiền tông nó không có sống được cái chỗ này. Thì cũng nên lên nói cho biết. Thì câu hỏi này thì nó cũng hay, nhưng mà cũng nên lưu ý và ghi lại chứ để được ngày sau không ai nói được cái câu này nữa đâu. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi cái tiếp: khi một chung ấm thân bắt đầu rơi, có phải là do cái công đức của mình phát ra làm được đẩy, hay là do cái trung ấm thân nó rơi theo sự điều khiển của một người Phật? Bây giờ nguyên tắc rơi á thì đi ra khỏi trái đất. Ra khỏi trái đất thì mình có hai con đường đi: một phút nước dương hút đi ra các vùng tam giới để hưởng phước; hai, công đức nhiều nó rơi trở về trung tâm vận hành luân hồi. Nhưng mà nên nhớ rằng vừa rơi thì cái điện từ âm dương nó mở ra, nó phải xóa đi. Vì Phật mới đưa theo cái này, đưa theo cái
cái điện tượng dương này mở ra muốn nó trở thành là cái hoa tiêu. Đức Phật ở bên Phật giới điều khiển bằng cái hoa tiêu để đưa vào trung tâm hiện hành luân hồi. Mình phải thí dụ bây giờ nè, ví dụ bây giờ cái dynamo nó ngưng lại thì nó phát điện, dynamo vừa quay điện nó phát ra, vừa phát ra thì quỷ Phật toàn năng toàn giá mới làm cái này được. Còn nếu mà dynamo không phát ra thì cũng không ai nên làm chế biến là điện được. Còn bây giờ mình rơi thì cái làn điện từ vừa nó mới dao động thì quỷ Phật mới sử dụng cái toàn năng của người ta, người ta điều khiển để trở thành cái quan tiêu để dẫn mình đi, do quỷ Phật đó hướng dẫn mình đi. Rồi đi tới đâu, thời gian thế nào thì tới đó tự nhiên. Nếu mà tiêu dẫn thì chắc chắn không bị sai. Còn nếu không qua tiêu dẫn, tới đó nó mất không được nặng nặng bởi gì nữa. Khi mà là mình đã tới trung tâm đại bàn được không? Không vô được, chứ phải không vô được đâu. Một vị Phật phải chỉ cách cho mình vô. Thì phải đúng giờ, đúng giấc. Đúng giờ, đúng giấc, cái đất nó mới tới. Cái hải triều dương, cái đất nó mới quay tới là mới vô được. Thì sống rồi mới đẩy về, đẩy ra được. Thì cái này hỏi bao nhiêu thì nói bao nhiêu thôi. Hỏi tiếp được rồi. Còn nó mình nói bằng cái kia thì không nghe. Tại sao sức nóng của mặt trời lại đẩy được tánh Phật vào trái đất? Thì đó là cái lực tự nhiên, bởi vì nguyên tắc các trung tâm vận hành nó từ ở mặt bắc mà nó đi xuống mặt nam, mà cái đất mình là nó nằm ở cái vùng gọi là cái vùng số 1. Tới đây là đây là cái cấu trúc của một tam giới, thì cái ánh sáng mặt trời lực nóng mặt trời nó mới đẩy, không có, bởi vì thành ra cái ánh nắng mặt trời cái gì đó là lửa tam muội đó. Trong kinh từ nói lửa tam muội là cái này không ai vô được, lửa tam muội đốt tánh Phật vô cũng đốt luôn, thành ra không dám vô. Trong kinh thường thường nói lửa tam muội, đây là cái ánh sáng, ánh nắng mặt trời cực nóng, nó nằm ở trên mặt trời, còn mình ở đây thuộc gì, nó phản chiếu thôi, thành ra mình sống được. Thành ra tới mọi cái lực chân quả tới đó anh phải dừng lại, không vô được, để đi đợi đó khi nào mà cái năm như Bồ Đề nó quay tới thì nó mới rót vô, thì tánh Phật mới vào đó đi vào luân hồi được. Đây là gọi là con đường luân hồi của hải triều âm hút vô. Bởi vì tại vô trong cái đất này phải chịu đúng quy luật của nó, ai tu theo điều đạo Phật phải học, phải hiểu được cái quy luật nhân quả luân hồi thì mới tu được. Còn nếu không có thì tưởng tượng thôi, mà tưởng tượng tu thì hoàn toàn sai hết, không cắt đầu, không cái đầu đúng được hết. Đạo Phật muốn nói là nói về, bởi vì tại đấy đó đạo Phật có hai cái con cái chuyện mà phải hiểu. Nhân quả luân hồi cái gì phải hiểu, giác ngộ giải thoát như thế nào, hiểu được cái này mới hiểu chuyện tâm. Mà tôi nói rằng cái là tất cả những cái mà đạo Phật ca pháp của các tổ nói là gì, sao tao nói là gì, mình ví dụ mình đi giảng sanh mình làm sao ta nói chuyện này mình chịu, hoặc là mình làm thần ai chịu nghe cái này, mà chỉ cái người nào muốn thật tình muốn trở về còn nhớ có nghe này không. Còn nếu mà ta thích làm thần hay là đi nói chuyện cho hay cũng không, ai theo chuyện này chứ. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi này của Phật tử Phan Thị Thanh Bình ở Đà Nẵng hỏi: Viện chủ đã công bố 60% trường hợp, như vậy là có đó nói tránh ra hay chưa, hay là còn ẩn ý? Bây giờ thì nói thật ra cái 40% trường hợp nó không có gì khó, nhưng mà điều mình không có nói được là gì, ông Phật cũng cho nói đâu. Bây giờ đó cái đạo Phật mấy ngàn năm nay ông dạy cái gì, quan còn mấy ngàn năm nay là ông dạy đi hưởng phước này phước kia đó. Thâu hoàn toàn không có giải giải thoát. Bây giờ đi tiến đi ngược lịch sử 2560 năm về trước không giải giải thoát. Bây giờ 2561 năm bắt đầu có giải công bố năm rồi là 2561 công thức chính thức bắt đầu giải giải thoát. Chứ nói chuyện là đầu tiên
tâm không dám nói giải thoát nữa. Bởi vì nó chưa tới thời kỳ nói giải thoát này phải là công bố quyền kiến mới được quyền nói. Mà bây giờ phải công bố phải cho đúng luật pháp chứ không phải đâu. Công bố quyền kiến mà không đúng luật pháp là dễ rồi. Chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Không được tồn tại lên tận năm nay đâu. Đó, thành ra đừng có mong. Thành ra tất cả năm pháp môn tu trước là Đức Phật dạy để đi hưởng phước trong trái đất này hoặc là ở tam giới không, chứ còn trở về Phật giới hoàn toàn không có dạy. Nói cái này nó thật, nó nếu mà nói này ra nó rung động cả cái hợp cả những người mà tu theo đạo Phật chung với ít đâu. Có nghĩa là mấy ngàn năm nay người ta tu có gì kìa, có ai nghe nói tôi chưa tôi gì đều muốn dạy vậy thôi, hoàn toàn là dám nói rồi. Tại sao ta có quy quyền ta lớn mà tại ta không nói, tại ta không hiểu. Mà bây giờ đó thì cũng may là mình được nhà nước cho phép công bố quyền ký ra, thì bây giờ cái thời gian nó không còn dài, thành ra cũng đừng có ấy, đừng có chuyện mà 40% đừng có nói ra, dám nói không. Nếu người nào dám nói á, thì mời người nào có khả năng lớn lại là tôi nói chỉ một cái là giống tôi một từ từ cái bốn phần tôi sẽ nói từng phần cho công bố ai dám này. Chứ tôi thì đã đúng ra tôi chỉ là người nhận được tập quyền ký tập hợp đây để tôi nói cái chuyện giải thoát quy luật nhân quả luân hồi trái đất này thôi. Nhiệm vụ tôi rất đơn giản, một là giải thích về pháp môn thiền tông này, hai là dạy thì quy luật nhân quả luân hồi, ba trở về Phật giới. Đây là cái công thức ba một một chùa thiền tông đầu tiên trên thế giới chỉ nói được quyền nói ba cái này thôi, không nói cái thứ tư. Thứ tư là phải giao cho ai có chức của quyền là ta nói, tôi cung cấp cho. Nếu ai muốn nói lên đây tôi cung cấp bằng và công bố một tôi đứng ra thì tôi nói thôi, nhưng mà cái người công bố phải chịu trách nhiệm chứ tôi cũng công bố đó. Hãy tiếp đi. À, đại ý hỏi là 60% đã tuyên bố rồi đó, đã nói trắng là chưa hay vẫn còn bằng ý nữa. Thì bây giờ nói rồi, bây giờ pháp năm là gì? Con người mình từ đâu có, hình thành như thế nào, tánh người như thế nào, thân người tan rã như thế nào, tánh người tan rã như thế nào, con đường trở về Phật giới ra sao, rồi công đức tạo thế nào, phước đức tạo thế nào, ta đã nói hết rồi, còn cái gì nữa. Mà đạo Phật thì muốn đến đạo Phật để gì, muốn giác ngộ giải thoát là chỉ hiểu cái này thôi. Từ đi tìm chi nữa cho mất công, lo đi rồi chạy về, rồi qua bệnh thành Phật, rồi dùng Phật nhãn không biết gì cũng được. Giống như Đức Ca thì không nói gì cũng được. Mình ở đây nói cho ông nhìn thấy biết là chúng mình thấy không. À, thì cái nhiệm vụ gì thôi chứ đừng có mong 40% kia. Bây giờ thì tôi nói thật ra tất cả những cái chuyện mà cải tọ trên Facebook á, trên YouTube chưa có gì mà đã vỡ ra. Thì làm sao cái chùa Tân Diệu dám nói những cái chuyện mà bí mật của cái bây giờ bí mật của trái đất này đã mở ra được là cái điện từ âm dương nó cuốn trái đất để nó đi luân hồi. Đây là cái điểm thứ nhất. Thứ hai, trên trái đất này nó có cái lớp đất gọi là cái lớp đất nhân quả, lớp đất sau lớp đất nhân quả. Bởi vì ai sống trên trái đất này đều phải bị quy luật nhân quả cả, không ai thoát ra được. Con người ta ngồi ở đây, ăn ở đây, ở đây theo nhân quả của trái đất, có cách nào thoát được. Vì thế mà con người mới là sanh già bệnh chết nó đi theo chu kỳ đó. Từ con người dạng vật cây cỏ hoa lá nó đi hoàn toàn đi theo cái chu kỳ này, là do trái đất, do cái mặt trái đất nó tạo ra. Mình trở thành cái này bây giờ đây là cái chuyện bí mật mà chưa ngày xưa chưa ai biết nói này, chưa ai hiểu. Bây giờ tôi nói là nếu mà thiền tông Tân Diệu nói ra rồi mà trước đó hỏi cái nhân quả là gì không ai biết, mà chỉ nói là coi chừng mày làm một đôi như mày làm nghiệp ác gặp ác, gặp lành gặp lành, có vậy thôi. Họ không hiểu tại sao, tại sao cái nguồn gốc của nó vậy. Thì bây giờ như vậy thì nó đã quá mức rồi. Mà nếu mà nói thế nào mà nói được trắng ra nữa thì thôi, cái chùa này 4 tiếng hộ đốt luôn à, thôi đừng hỏi cái chùa 40% đó, mình lo trở về còn nhớ đi.
rồi về đó biết hết rồi, về đó thành Phật làm vị toàn năng toàn giác toàn các biết hết. Thì mình kiếm ông đó đây giống như người ta bảo đi học lớp 12 rồi biết hết, mới học lớp 1 mà rồi trèo lên lớp 12 thì sao, thì mình ráng đi rồi hỏi tiếp đi. Trung ấm thân tự tìm con đường để vào trung tâm vận hành luân hồi, hay là phải nhờ một vị Phật dẫn vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới? Một trung ấm thân tự tìm đường để vào trung tâm vận hành luân hồi, hay là phải nhờ một vị Phật dẫn vào trung tâm vận hành luân hồi? Tôi phải nói chưa có rõ. Khi mà tánh Phật vô mượn thân con người mới bắt đầu có cái trung ấm thân, thân con người tan rã ra, cái tánh con người nó biến thành là nó xây để nó chở cái nghiệp đi, cái chở nghiệp đó gọi là trung ấm thân. Thì cái trung ấm thân này mà khi tạo nghiệp đã trong cái đất và tam giới rồi nó muốn trở về Phật giới thì nó phải, thì cái trung ấm thân phải chở vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi, vô trung tâm vận hành luân hồi thì cái trung ấm thân này nó tự tan rã. Làm sao nó tự tan rã? Vì vô nó lực cuốn hút điện từ dương không còn, thành ra điện từ trung ấm thân là gì? Nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, vô đó điện âm trở về âm, điện dương trở về dương, dương nghiệp phước dương thì nó dính ở trong cái điện từ dương, nghiệp phước âm nó dính trong cái điện từ âm, vô đó mà trung ấm thân rã. Thì bởi vì nó là, bởi vì trong kinh thường thường nó là câu là nghiệp chướng ngũ lây thân, có nghĩa là vô đây rồi thì ác đức phước đức gì mất hết, nó trở về cái nguyên tắc ảo vọng của cái vật lý tạo ra đó. Mình bây giờ mình đã lại đi vào trung tâm vận hành luân hồi mà đi vào cái hải trường dương thì trung ấm thân mới dẫn được. Chứ còn vô đầu tiên đó chưa có trung ấm thân nào, là cho tự tánh Phật ra vô đó. Mình phải hiểu vô là trong trung ấm thân chỉ dẫn đi vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi của đầu hải triều dương. Nó phải hiểu cái hỏi cái này, đúng cái câu hỏi này thì nó chưa chịu, nhưng mà tôi chỉnh lại chút xíu giờ hỏi tiếp. Câu hỏi này của Phật tử Lê Thị Ngọc Ánh ở Đà Nẵng hỏi câu số 1: trong 3 ngày trước khi chết mà thấy túc vật hoặc thấy dòng tộc hoặc thấy cây rừng hay thấy các vị thần, vậy người này muốn về Phật giới thì phải làm sao? Thế đó là thấy vậy ta gọi xin nhân quả báo trước. Trước khi mình chết mà mình thấy con này con kia là chắc chắn mình chết, mình đầu thai cái dầu rồi đó, nó báo trước mà. Còn mà thấy trước khi mình chết là thấy cái ông thần trả lời mình rồi, là mẹ bằng mẹ thần luôn. Bởi vì tại sao mấy cái người mà trên mọi cõi âm á, họ thích là âm thì chết thẳng đáp là lạc của hồn, không có cách nào. Nhưng mà thiền tâm không dám nói cái này. Bây giờ bởi vì tôi nói là tất cả những người lớn tuổi trước khi chết 3 ngày thường thấy này thế kia, nhưng mỗi người họ nói cho con cháu nghe, những người còn không nói nha. Ví dụ mình thấy dòng tộc thì chắc chắn trở về dòng tộc, thấy cô hồn nó này kia nó chắc chắn không vô dòng tộc mà ra làm cô hồn. Mà cái ra cô hồn này phải cúng nó ở mấy người gọi là vô đây gọi là nhà quỷ, với 49 ngày cúng là cúng cái đá này thôi. Còn tất cả từ địa ngục trên trời không cúng, địa ngục chết giăng xuống liền lên trời, vừa chết không lên liền, không thật đẩy lên đỉnh liền thì khỏi cúng mấy cái lời này. Bởi vì đạo Phật cũng chuẩn quá, lại là anh muốn cúng là đúng cho phải không, nhưng mà phải cúng trường hợp lục đạo lục hầu, anh chỉ cúng với loài ngạ quỷ thôi. Mà ngạ quỷ vô trong tập 49 ngày thôi khỏi cúng, mà ra vô hồn rồi cũng vậy cũng khỏi cúng. 49 ngày là phải phân rẽ, hay là ảnh quỷ vô dòng tộc đi theo quy luật luân hồi, hay là cô hồn dành được sống ngoài dòng bất được, cô hồn gọi là sống ngoài dòng nhân quả luôn á, nó cô hồn sống ngoài dòng nhân quả luôn á. Còn nếu muốn vô nhân quả phải vô cái dòng tộc đi theo nhân quả,
mình phải hiểu cái này nè. Bởi vậy trước khi nên nhớ rằng ai có người thân mất đó thì hỏi ba mẹ thấy cái gì, thì người ta sẽ nói thì chắc chắn là không có đường lên đường, đừng có mà kiếm một thầy cúng thì tránh mệt, không có được đâu. Giống như là trước khi giống như mình đã chết rồi, trước khi biết vậy giống như là mình ngồi kế với tòa án đó, năm cũng có kêu mình 3 năm thì 3 năm có chịu năm để giải rồi. Ta đã kêu rồi thì thôi, không ngoài được. Cúng ở đây nó xin lỗi giống như mấy con cò đứng ngoài. Nó làm chứ làm sao được. Bây giờ tôi nói là cũng như cái chuyện mấy câu chuyện mà cái Nguyễn Trần Nhân Tâm đó, có ông nào ở về Thăng Long nhớ không? Cũng năm trước thì đưa lên thì cực đã rồi, năm sau nó mé mày bám ở dưới thì còn được kéo lên. Ông đi thưa, ông đi thưa cái ông thầy đó bây giờ nó nguyên tắc nó vậy, tạm biệt. Bởi vì thành ra cái thiền tông này nó ra để nó rất rõ ràng, mà nói rõ ràng thì biết lòng. Tôi nói là thì bây giờ cho tôi nói ngày nào tôi nói ngày đấy, rồi cho tôi cũng nín miệng cho tôi dám nói là hỏi thế gì. Câu này hỏi một người ăn nhiều thịt làm sao biết trong thịt đó có tánh thú ẩn trong đó? Bây giờ đó cái này cũng đâu ai biết được, nhưng mà cứ giờ vật lý á, ví dụ như cái con heo mà ra mà cái miếng thịt nào đậm nó bầm ở lại nó vô à, mà từ từ con heo qua nó vô cái đầu nên nhớ rồi. Thành ra tại sao vâng cúng con heo cúng thần cúng cái đầu là chắc nếu mà con vô đây thần xử mày mới mất cúng đó nguyên tắc. Còn nếu mà bình thường thì cái quyết định nào nó bầm á là nó lấy đồ để đi ba tiếng mấy cái điểm đi ra với ít mà có biết là mình chắc nó là đừng ăn cái đó. Còn nếu không chắc ăn đẹp tập đem cúng một thần thần vừa đêm đó nó chạy đi đâu rồi đó, đó đúng cúng thần ở đây là cái thuật đuổi đi dùng á, chứ không phải mình tử tế gì đâu. Nhưng mà cái thuật cúng thần tới là cái hồn không dám muốn cúng thần là phải thử cái nguyên tắc này. Tại sao mà ông thần mà nó cúng đồ heo, tất cả con vật chết nó nằm ở trong cái đầu á, chỉ ít cho cái nghĩa là 99% nằm trên đầu, còn cái 1% nó nằm ở chỗ khác thôi. Còn nằm chỗ khác thì mình mới nhìn cái chỗ đầu bầm là nó nè, thấy không? Có nhiều khi nó thấy sao nó không bận trong cái đầu, nó bận vô cái thịt. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông mà có cái lực mạnh rồi, ăn thịt có tánh thú thì tánh thú nó có dám lợi gần cái người này không? Mình có công đức ta ăn chịu được. Bởi vì cái câu chuyện này nó là giống như thế liên nè, khi con thế liên nó có một công đức rồi nó không sợ ha. Bởi vì rượu đi vô thì cái cuộc cái nồng độ của bài nó thành nước rồi, còn thịt cá vậy nó trở thành là rau cỏ đâu với mấy người là mấy ông này là mới chỉ là a la hán thôi mà ta còn trì được cái này. A la hán cũng có lực này chứ phải không? Thế nhiên là a la hán thôi chứ chưa hiểu giải thoát đâu, thấy không? Bởi vì a la hán đây thì có làm chủ cái đất này được ngang bằng với ông thần, nhưng mà tại cái gì ông la hán thì ông không có cái chỗ ở thôi, ông thần không có chỗ. A la hán không có cái chỗ, thành ra a la hán được xuất hiện những cái nơi nào mà tránh á, nha, thì được ở trong cái hàng núi. Còn thần thì ở trên cao, mấy ông là ở thấp, a la hán ở thấp hơn thần. Mình hiểu cái nguyên tắc này, thế giới này nó phân định là loài thần là ở cao hiện tượng, người giàu thì ở trên mặt đất, người nghèo sát đất làm sát đất. Đâu rồi ta hiểu cái nguyên tắc ba cái bệnh của con người. Nó tại sao người đó nghèo, nghèo nó nằm sát đất cái gì? Giàu nó đâu có nằm sát đất, nó nằm trên cao. Thần cũng vậy, nằm trên cao. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông mà có lực yếu, ăn thịt có tánh thú thì có bị nhân quả gì không? Có công đức rồi thì không có cái thú nào nó chữa mình được hết á. Bởi vì gọi là ta nói là đức trọng quỷ thần kinh, đức đề cái công đức.
mình mà có công đức rồi thì không ai làm gì được. Mà để ý tới chỗ này, nếu mà có công đức rồi, mấy ông thầy bùa yếu không được. Phải hiểu cái này. Nhưng mà mình nói mình có rồi, đừng đi thách thức đâu, không làm liều. Có nghĩa là thầy bùa là cái gì? Thầy keo kêu cái hồn nó nhập vào mình, vào trong cái cây đá hoa lá gì nó nhập. Nha, ta có cái thuật đó. Nhưng mà người có công đức không nhập. Vậy cái câu chuyện này mới hiểu được cái ngày xưa cái Ma Đăng Đà mà bị mụ Ma Đăng già đó dụ dỗ đó, thì ông Phật biết, ông mới kêu, ông mới đem cái bài kêu mà này, cái chú của Thủ Lăng Nghiêm ra đọc cái sự thật đó. Có đọc cái gì đâu, đem cái là bộ lên đây lên nhà cái ông thần đọc cái là chú này là cao này là chú ông, thì cái hồn á nó sợ, nó sợ cái lực của ông Phật. Mà ông Phật là nếu mà nó ông ta có bài chú này thì nó là tự nhiên ổng khoe ổng là thật, ổng dám cái sự thật. Ổng bảo đem cái bài chú này, cái sự thật đó là ổng đã có cái lực trong đó rồi, thành ra tới cái mấy cái cô hồn á mà ngủ qua năm già tiêu vô đó, nó thấy cái này nó sợ nó chạy. Mình phải hiểu cái thuật của là cái đạo Phật, bởi vì đạo Phật ta không hiểu, nó thành ra từ cái chỗ này nó muốn phát đại ra một cái làm cho người ta linh. Đó mình phải hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này. Bây giờ cho mình một người dân thường, mình ở đây là mình đánh lộn lại là mình có một cảnh sát đi ngang giá thấy không, chạy đi mình bắt đầu tốn đi chứ đừng nói chi mà xếp cảnh sát nữa. Cảnh sát thường mà còn chạy thì xếp cảnh sát thì còn chạy số hơn. Thì cái thuật đạo Phật cũng vậy, chỉ cái này. Nhưng mà tại vì thời gian quá dài không ai ông không ai giải thích, thành ra người ta biến cái đạo Phật thành mê tín là cái chủ này. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tánh là thanh tịnh, là trầm khắc, là tĩnh lặng, là sự hiểu biết, là diệu dụng. Như vậy trầm khắc, rỗng lặng, hằng tri và diệu dụng là như thế nào? Cái đó là tự nhiên nó, nhưng mà lại cái tánh tánh thật là tánh tịnh, rỗng lặng, tri là cái bản chất của nó. Bản chất cái Phật tánh nó là vậy. Nhưng mà tại vì vô nó mượn thân cái con người, thân con người là 16 thức, mà 16 thức này nó quay theo cái lực nhân quả. Vì thế mà Đức Phật đầu tiên tại thân Đức Phật khi cái tánh người ở Phật giáo nói thế này nè, tánh người tứ đại có gì tôi sợ, thân người tứ đại có gì tôi sợ. Đức Phật nói vậy đó, tánh người điện từ âm dương mà tôi điện từ quan là tôi vô xóa, tôi sai làm gì làm. Thì Phật đó ở cái vô đi được biết mang như đi mang cái thân người tánh người được biết. Vì cái hạt người cái làm không hiểu, không có quy luật nhân quả, thành ra mới vô. Mà nếu mà một đức Phật như mình đó ở trong cái thôn chạy nhỏ là đức Phật thôi được vô, mình vô mười cái nhân quả chịu nổi. Bởi vì tại sao mà có nhiều người mà họ biết cái đó ăn cắp nó phải ở tù, nhưng mà họ khinh thường, mà khi ở tù rồi mới biết không muốn khinh thường. Rõ là ai nào biết ăn cắp ở tù giết người thì đời mạng ai biết cái này, nhưng mà tại sao ta làm là ta xem thường. Đầu tiên nó tập đi nó cũng nằm ở trong cái dạng này không có hiểu vô. Mà bây giờ tôi nói thật á, vô mà mang một thân người rồi hiểu được quy luật luân hồi rồi, biểu người ta là không ai dám làm, người ta sợ cái nhân quả đó. Bây giờ nhưng mà những lần nào hiểu nhân quả nó có sợ, có một xin lỗi, nhưng người họ hiểu nhân quả không có cần đâu, có ăn cũng làm thoải mái được đó. Cái chuyện gì sẽ tin, bởi vì thiền tông thì nói ra nhưng mà nói ra thì cái này là có nhiều người họ không đồng ý đâu nghe, họ phải thống cho cái tưởng lên nó quen rồi, cả một cái làng là tưởng hết, thì có ông không tưởng lên thật không nổi với ông này. Nó thành ra làm cái gì nó cũng trong cái đất này, bởi thiền tông ra đời để chỉ nó là nói cho cái bằng sự thật của cái đất, bằng sự thật cái đất con người này. Thiền tông muốn nói vậy, anh muốn ra tôi chỉ đường anh đi ra,
chung chung với Phật ở đây không có tranh luận cái này nha. Thì hỏi tiếp đi. À, có người đó, trước đây hay ấn tống chung sách, ví dụ như là lợi ích về ăn chay đi cứu địa cầu, phóng sanh, hoặc là vấn cáo của Ngài Tịnh Không, hoặc là chú Đại Bi, chú Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Thừa, kinh Cang Giảng Luật chẳng hạn. Thì bây giờ có thể tiếp tục tặng biếu cho mọi người những quyển sách, những quyển kinh hay không, hay là làm gì với lại cái số kinh sách đó? Bây giờ phải hỏi ngược lại, chứ bây giờ muốn cái gì? Chú để bi thì tụng để cho người ta an vui thôi, đang buồn mà tu tụng cho nó vui, nó mát. Còn đi phóng sanh là gì? Thì để cho cái tuổi thọ nó cao. Đây là rồi. Nhưng mà nên nhớ rằng nó cũng có cái chừng của nó. Mình phóng sanh với con cá nó sống được một tháng, tuổi thọ mình được tăng một tháng. Nó phóng lên tới 5 phút sau nó bị chết, mình học mình không được phước nữa, mà đi theo nghiệp đó tạo cho ta một cái phước mà bốn cái ác thì không thể là cứu nổi. Bên tôi nói là ví dụ mình phóng sanh cái con cá đó, đó thì mình được nó toàn vẹn mình được, mà nếu mà con cá nó chạy nó bị bắt, cái người đi bắt rồi người đi tìm ở đầu 2-3 món rồi người chủ trương phóng 4-5 cái ác nó không có dây mình. Có nghĩa là một phước không thể đấu đầu 4-5 cái ác được. Phải là nhớ phóng sanh là phải có tìm hiểu có kỹ. Bởi vì điều tôi có nói cái này rất rõ chứ không phải không đâu. Nhưng mà giờ nói nặng quá không dám nói. Giờ ta làm chuyên môn sống thanh mà giờ mình nói vậy thì sao? Mà mình nói trên thực tế đàng hoàng. Giống như thấy cái người đó đang nói, mình bỏ 10 ngàn thì mua cơm cho ta ăn. Nhưng mà mua gặp cái tôm tiêu thì sao? Ăn vô chết liền. Rồi sao? Phước với ác rồi sao? Phóng sanh con cá nằm ở cái dạng này, nó sống được dai thì có phước, nó bị người ta bắt là mình ăn. Đó mình phải kèm cái này mới hiểu. Chứ nó hồi tôi phóng sanh là được bao lâu? Bởi vì thì tao muốn chỉ cho rõ ràng rằng cái quy luật nhân quả cái đất này phải hiểu nó thì mới làm nó không sai được nhân quả. Còn nếu mà làm không đúng chắc chắn nhân quả nó quật mình thôi, không cách nào tốt nữa. Rồi còn cái chuyện mà tiếp tục nữa là do mình. Thì tâm ta chỉ một đường để về, thì muốn về thì thôi. Còn nếu muốn về thì làm cho đúng. Còn những cái chuyện kia thay giờ xưa đó, mình bỏ 10 ngàn để mua sách để mà về cho người ta xem bói vậy đó. Thì giờ ta mua 10 ngàn mua cho người ta giải thoát, thì mình tạo cái ngược lại, tạo cái công đức ngược lại. Đó, câu hỏi đó, thỏa mãn chưa? Không hỏi thì thỏa mãn hỏi tiếp. Trong quyền ký của Đức Phật có nói những người làm trong nghề nông á, thì nghiệp nặng lắm, có thể nói là khó tu hơn thiền tông. Nhưng mà tất cả mọi người, mọi loài, kể cả người tu thiền tông cũng nhờ vào hạt lúa để mà sống. Như vậy sao họ, những người làm nông nó không được phước mà gọi là bị nghiệp nặng? Ở trong kinh Địa Tạng mới nói là ở trong trái đất này là một máy động, một cử động đều bị nghiệp hết. Nhưng mà trong kinh Đại Thừa có nói là nghiệp chiếu một lời còn. Anh nghiệp đó tăng, anh làm đâu là nghiệp đó. Nhưng mà ông Đại Thừa đó, nghiệp chiếu một lời còn cũng có. Rồi cái ông thứ ba nữa đây, đức trọng quỷ thần kinh. Thế đất này nó phải là nó tương tác nhau để nó hỗ trợ nhau, chứ không phải mình làm nông rồi mình nghiệp thì đúng rồi. Ở mình làm nông thì phải phục vụ cái nghề đó, đương nhiên phải sát. Nhưng mà cái này là cái vô tình sát nó khác, còn nếu mà nó cố ý sát nó khác. Cũng như mà tất cả những người mà bị tội á, ra tòa án cái sự hay cố ý hay là vô tình, cố ý sát nó khác, vô tình khác, thì cái nhân quả này ai làm nghề gì cũng thành vấn đề. Đừng có hiểu nó. Nhưng mà bây giờ anh làm nghề năm mà anh không hiểu giác ngộ giải thoát thì anh liên tục vậy thôi, liên tục hoài. Còn nếu biết vậy, biết nghề năm tôi biết giác ngộ thôi, tôi vẫn phục vụ được, vẫn còn thoải mái luôn. Là vì tại sao mình phải căn cứ vào những cái chuyện của ông Trần Nhân Tông?
ông Trần Nhân Tông biết là giết người đó là phải nghiệp đó, nhưng mà tại sao đi giết người ta? Cái này là cái này là ông mà ông cũng phải giết, là vì tại cái ông xâm chiếm người ta. Tôi giết một người mà tôi cứu 10.000 người thì giữa cái ác lại với cái phước vẫn còn hơn, đâu có sao nha. Thành cái nghề đó cũng vậy, mình cứ làm cái nghề đó, nếu mình biết này thì bây giờ thôi mình tạo ra giờ đó mình cũng hiểu. À, mình làm năm đó mình bỏ số tiền vô cái cúng đình hay là cúng dễ cúng đình cúng biểu cái đầu này thì cũng có lấy tiền đó ra, nhưng giờ mình biết đừng có cúng cái đó qua cúng cái khác, tạo công đức cái khác thì để tiền cái đức để mình có công đức thì những cái chuyện mà ác đức như phước đức nó dẹp hết. Công đức bởi vì nó xóa mà công ác đức là cái màu đen, phước đức là cái màu trong cái màu đủ màu, phước đức là đủ màu nha. Đen thôi, công đức nó chiếu lên thì dù đen trắng thì cũng gì cũng xóa hết. Nó phải hiểu nguyên tắc của thiên nhiên lý này vậy, rồi nó tương tác đối nghịch với nhau. Rồi hỏi đi. Trước đây con không có sát sanh, không có ăn thịt, cũng khuyên người khác hướng thiện lập đền. Nhưng mà con có cái tật là hay cúng kiến, nhưng còn siêu còn ăn. Thế như vậy thì trong tương lai con bị những nghiệp thiện ác như thế nào? Hầu siêu hồi đó là mình lừa người ta, ví dụ giờ mình triệu đi thì phải trả cho đúng triệu. Còn ăn cái gì? Còn siêu có được gì đâu, còn ăn có được gì đâu. Ăn là cho cái mình, đừng có tưởng nó ăn. Còn siêu là cho cái nghiệp của người ta. Bởi vì nãy ta nói là khi nhân quả luân hồi mà tòa án nó kêu rồi thì thôi kệ, để người ta đừng có cầu nghĩa rồi. Cái luân nhân quả đấy. Còn bây giờ nếu mình biết cái này mình bỏ, từ từ mình tạo được công đức thì nó xóa cái kia nó có chứa bao nhiêu cũng được. Giống như cái nhà mình mà đem cái đồ xấu đồ dơ bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình mua cái gì nó rửa cho sạch thì tự nhiên ra hết, đừng có lo cái gì hết. Bởi vì là cái công đức á giống như là ánh sáng đèn, to lớn nó cũng sáng hết. Còn cái ác đức nó giống như bóng tối vậy, mình phải hiểu. Bởi vì mà nó tiêu là nó tiêu cho nghiệp lý ở đây thôi, chứ sự thật nó vẫn còn ở trong mình, cũng còn ở trong mình, nhưng mà cũng thân mình. Mà muốn tiêu cái này phải chạy về trung tâm điện hành luân hồi. Cái ác này nó trở về điện từ âm á, cái phước nó về điện từ dương, thì bắt đầu tấn phật mở ra được. Nó phải hiểu nguyên tắc cái ác đức nó nằm ở đâu, nó nằm trong điện từ âm, cái phước đức nằm điện từ dương. Vì thế mà ta bảo là phước dương lên trên, phước âm ở tại cái đất đó. Mình ở đây là cái thuật để thiền tâm nó bắt đầu nó giải tỏa cái này nè. Chứ đừng có nói là chưa quan niệm tu như này kia nọ là tu thì tâm cũng không cần. Bởi vì tại sao trong kinh có nói câu là một tay đồ tể buông đau thành Phật. Ngày xưa là ta giết người đó, thì giết bao nhiêu người đó. Nhưng mà khi mà tạo công đức tự nhiên cái kia nó tiêu. Nhưng mà tiêu là tiêu trên hiện tại, chứ sự thật mà muốn tiêu thì kiện phải về trung tâm điện hành luân hồi. Phước đức ác đức mới tiêu được, mới trở về vị trí. Bởi vì đây là thế giới vật lý. Giống như bây giờ cái dynamo á, nó bình thường nó có điện, mà nó quay thì nó phát ra điện. Phát ra điện rồi, ông thợ mới đi làm đủ thứ màu cái đó. Nhưng mà khi dynamo nó ngưng lại thì sao? Đâu còn điện. Điện trắng, điện đen, điện màu không còn. À, mình phải hiểu nguyên tắc thế giới vật lý nó là vậy. Rồi, hỏi tiếp đi. À, còn nhớ trong một cái kinh Phật có nói ý của mình rồi không đúng, vậy ý đó là sao? Cái câu này ý của mình vừa không đúng, vậy ý đó là sao? Trong kinh Phật nói ý của mình vừa không đúng, vậy ý đó là sao? Cái ý đó thì nó bởi vì con người ta có hai cái tánh. Cái ý mà của tánh Phật nó khác, nó trong thanh tịnh thì nó đúng. Nhưng mà sở dĩ nó vô đây
nó bao trên cái tánh người. Thì mình ví dụ mình nhìn thấy đưa qua cái điểm một đi, nó phải siêu qua cái gì, nó siêu qua cái tưởng của con người nó đã sai rồi, nó kẹt là không đúng lần đầu đó. Mình ban đầu cái tánh phải nó đúng này, mà nhưng mà vượt qua cái tánh của con người, nó tưởng nó kèm cái tham rồi, nó kèm những cái ác rồi, thì chắc chắn là không có đúng. Thì nói là tánh Phật, tánh người không đúng là cái chỗ đó nó bị lệch. Tại vì nó là nó theo cái ảo giác của điện từ âm dương, ở điện từ âm dương mà làm sao đúng được. Đó, thành ra bây giờ muốn đúng thì phải Phật nhãn mở ra mới đúng được. Mà làm sao Phật nhãn đây? Công đức phải tăng nhiều thì mà quả mai Phật nhãn mới mở được. Còn không mấy thì phải nhờ Phật của thanh tịnh thiền thì nó xóa cái gọi là phá cái vô minh đó, thì mình mới hiểu được. Rồi còn anh tiếp đi. Alo, câu hỏi tiếp theo là trong lời dặn dò cho người đạt được bí mật thiền tông thì chỉ nói trong được phần lý thuyết, thì không biết là thầy có thể là chỉ rõ cho chúng con về cái hình ảnh về cái quá trình di chuyển về Phật giới hay không ạ? Bây giờ cái lời dặn dò phải hiểu chỗ này, cái căn bản của mình á, khi mình ở cái đất này thì nó có ba cái lực: một là ác, hai là phước, ba là công. Nếu mà công đức tạo được nhiều thì thần lý nghiệp của mình không rớ tới cho mình tự tại đi về theo ý muốn của mình. Còn nếu mà công đức ít, phước đức nhiều thì thần ẩu đắm mình chắc chắn rồi. Mình mất nó tiện nhìn ra trong bản thân mình, nó thật trong bản thân mình đó không phải là trong bản thân mình không phải có một cái tạm thức đó, 12 cái tạm thức, mỗi tạm thức chứa một khấu nghiệp đó, thì bản thân cũng rành, cũng nhìn thấy là bằng cái giống như mình có trong cái nhà mình có 12 cái kho này, cũng nhìn cái kho nào đầy đẩy thì nó mình hỏi cãi không, mà ổng làm đến đúng ý của mình. Ví dụ bây giờ mình muốn lên quả A Di Đà thì cái kho A Di Đà nó lại nhóc ra, lại nhóc cái phước, thì ổng chỉ có bụng và cũng ném lên đó thôi. Đó mình phải hiểu cái này. Còn cái vấn đề mà mình có công đức rồi thì mấy cái kia nó mờ đi. Thì tự động có nghĩa là làm sao mà cái ông thần quản lý tánh phật của mình không lợi gần, là vì trước khi vào dòng tộc đã có nói thế này: khi nào mà tánh phật tạo được công đức cho tự tại trở về, ông thần chủ đã hứa cho tất cả. Vì thế mà thần tự hành phải tuân lĩnh cái thỏa thuận này. Sao nó rồi nếu rồi có rất nhiều cái thâu rồi tự thức về tự do về thì không có can thiệp này. Giống như một anh lính mà gác cửa hải quan này, anh có visa đầy đủ không cho đi ra, anh không có thiếu một cái này đâu cho ra, anh cái quản lý này đâu cho ra. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là: người đạt được bí mật thiền tông nhưng vì lý do nào đó họ không tham dự được buổi lễ truyền thiền, thì hôm nay họ muốn xin làm lễ truyền thiền lại có được hay không ạ? Cái phần này thì sắp xếp lại là nếu có nhu cầu lớn thì ban quản trị sẽ tiếp tục kêu bằng truyền thiền bổ túc á. Cái này cũng có dự trù trước, là vì hôm trước cũng không có thời gian gián đoạn, gián đoạn là vì pháp lý. Rồi bây giờ thì nó sắp gian, nó phải gián đoạn lại. Thì thôi bây giờ trước mắt mình hiểu cái này, hồi xưa mình không hiểu, mình đi đâu cũng cuốn tụng lại, thì giờ bỏ hai cái đó đi, cho nó tạo công đức đi, rồi mình cố gắng. Mình có mà công đức nhiều rồi, nó xin lỗi, tiền không tiền cũng về được hết. Về sau này ta sẽ công bố toàn bộ cái vấn đề không truyền thêm mà dẫn về Phật giáo được. Cái đây nó nằm cái chế sau cùng, gọi là cái chuẩn hóa lần sau cùng, để khi cái nguồn thiền tâm nó ngưng lại. Trước khi thiền tâm ngưng lại, ta phải chuẩn hóa cái này.
có nghĩa là nó chỉ cho mình làm tự mình đi, tự mình đi chứ không cần làm ai dẫn. Chứ bây giờ thế giới này khó lắm rồi, cái thiền tâm này nó mới hoài nó không được đâu, ai cho nó hoài. Bây giờ tôi nói là nếu mà cái thiền tâm mà công bố của mình hoài thì rồi sao đây, các cái chùa chân lý thì sao đây, cuộc sống đâu? Thì chắc chắn là phải ngưng lại. Mà Phật cũng đã nói rồi, tới thời gian nào mà mình không muốn được phải ngưng lại, ngưng lại rồi đi gọi là cái phương trình hai. Đây là có phương án một là nó xuất hiện, xin là sao nó sẽ đi liên tục phương án hai. Tôi cũng dẫn ra như vậy, mà cái phương án hai thì rất khó hơn cái phương án một. Phương án hai thì người đọc kiên trì ghê lắm mới thực hiện được, còn phương án một thì có thể dễ dàng được. Đó nên nhớ một điều, thì thôi bây giờ gọi là cái thế giới hiện lý phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Còn cái chuyện này nó thật đó là chuyện biết không một tháng nữa biết, một tháng nữa nó còn hồi nó chuyện gì được. Đầu hôm trước trong một tháng con có thể còn nấu được, còn trì được, không phải là còn ngồi nói chuyện được. Rồi nói ở dừng, hỏi tiếp đi. Con hỏi tiếp theo là nhiều năm trước các nhà khoa học phát hiện có những thiên thạch sẽ rơi vào trái đất, nhưng rốt cuộc những thiên thạch này lại không rơi vào trái đất. Vậy có phải những thiên thạch này là do ban bệ trời tứ thiên vương họ điều khiển không ạ? Cái này nó đúng ra tất cả những cái hành tinh và các hành tinh chân tư đó, nó bể ra thì nó rơi, nhưng mà nó bị mã sát với không khí nó tiêu, có nhiều khi nó rơi sẽ trật. Nha, mình thấy nó tưởng đây mình, chứ mà thực tập á nó thấy mình tới, nhưng mà cái đó nó quay chỗ khác rồi thì nó trật. Cái này thì thôi không có nằm trong cái. Nhưng mà đây là gọi thành trụ huệ diệu của tam giới. Cái trong tam giới từ hành tinh nó cũng có cái này, chứ phải không? Mình đây thành trụ huệ diệu cũng được, mà các hành tinh trong tam giới nó cũng nằm trong quy luật này. Mà cái trái đất này là 10 tỷ năm nó sẽ bị hủy diệt một lần, thì hành tinh khác cũng vậy. Sở dĩ mình thấy có nhiều khi trong cái mình nói cái vũ trụ là mình sai, chứ trong cái tam giới á lúc nào cũng có mảnh vỡ bay hết, chứ không phải không. Nhưng mà con cá bay tới cái đất được cái nó bay, nó bị ma sát nó tiêu. Cái phần này thì nó cũng nằm sâu trong tiền tâm ở châu Á đi. Thì Đức Phật thuyết pháp thì có đến mấy ngàn người nghe, vậy làm sao mà Đức Phật có thể nói cho nhiều người cùng một lúc mà nghe được như vậy? Chuyện này thì khi quyền ký công bố tái bản tôi sẽ nói rõ phần này, nhưng mà giờ tôi có hỏi thì nói trước. Ngày xưa là đệ tử Đức Phật có hỏi á, chứ tại sao mà Như Lai á nói á mà cách 500 thước người ta nghe, còn các môn đồ nói không nghe? Thì của các môn đồ nói là tại Như Lai sử dụng thần thông. Ông nói mấy ông tự nhiên một đại một người lại giác ngộ và biểu lầm thật. Không phải, ông nói là ta sử dụng cái gọi là cái luật pháp của điện từ âm dương đẩy cái tiếng đi nha. Nhưng mà ở trên trái đất này nó có cái thuật đẩy cái tiếng đi bằng vật thể. Vật thể là đâu? Bây giờ hiện giờ trên thế giới á nó có ba cái chỗ có, một là ăn con, hai là thiên đàng của Trung Quốc, ba là của Việt Nam và Huế đó. Nhưng mà Huế thì nó bể rồi, ta phá vỡ cái phong quốc rồi. Ở thiên ở bên Bắc Kinh nó vẫn còn cái này ha. Thành ra bây giờ vị Phật mà ta toàn năng rồi đó, ta nói á thanh tiếng này sự nó thu đẩy bằng điện từ chưa, ổng chỉ được thực điện từ như đẩy đi, muốn đi bao nhiêu cái số ở đây thì được. Thì bây giờ nó là khi nào đấy muốn chứng minh này là cái đời của người văn minh á, nó hiểu. Cái ngày xưa đó điện từ ông Dương là người ta chửi ông, ông là làm gì có gì điện từ ông Dương là cái gì không biết. Thì bây giờ mình mới chứng minh là ví dụ nhận hành như mình ngồi đây nói, tại sao tôi nói nhỏ mà làm kia nó nghe là cái thuốc để cái là cái làm sóng điện nó đẩy đi. Mà còn mình đây thì nhờ danh chất để đi, máy móc để đi, ông Phật không thật
mà ông chỉ cần phúc, ông có cái nghiệp quyền lực toàn năng, ông làm được cái này. Nếu ai cũng vậy, ai mà kêu mà tiếng tha tâm không vẫn làm được cái này, mạnh thanh tâm là gì, là có thế giới hiện lý thôi. Còn cao chuyên năng lực của vị Phật nó khác, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Sở dĩ để đi được là ông Phật ông sử dụng cái thuốc điện từ âm dương để đẩy đi, mà bây giờ chứng minh kinh tế thì người ta chắc ở Phật ra mới đúng, chứ ngày xưa nói dạy chửi, mà bây giờ đừng có nói gì các người tu tiểu thừa mà nói cái này không chửi, không sao họ mấy người tiểu thừa mà tu nguyện lý họ có đồng ý cái này, họ bác cái này, họ bác cái gì, ông bác là cái tánh người á bằng kẻ điện từ âm dương. Cái sự thật ta nói gì tới người khác ta không phân tích được, nhưng mà ta nói cái ý người ta thì là không, mình cũng phải chịu thôi. Còn bây giờ tất cả những người nghe này thấy hợp lý mới tin, không hợp lý được mới tin. Bởi vì tại sao thiền tâm nó phải ra đời đỡ của con người chân minh lên cao? Thiền tâm vô đầu đã nói cái câu thế này để Đức Phật nói thiền tâm này chỉ chấp nhận của con người trí tuệ cao mới vô được, chứ con người trí tuệ thấp không được, chứ phải đơn giản lắm. Người trí tuệ cao có gì mới dù khó mà nghe cái này, trí tuệ thấp hoặc là có phước đức ác rất nhiều vô này chịu tội có đẩy hết. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là sau khi tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền tổ vị cho tổ Huệ Khả thì ngài Bồ Đề có nói một câu là coi chừng ông rơi vào không. Vậy xin thầy cho con giảng cho con cái câu mà tổ Bồ Đề đã nói. Lặp lại là tổ Bồ Đề nói với tổ Huệ Khả rằng coi chừng ông rơi vào không. Coi chừng ông rơi vào không đây là tất nhiên là gọi là kiến cắt không, mà trong kinh pháp đó là lục tổ mới nói. Bởi vì nếu mà không đây là tại vì cái kiến cắt tưởng đâu là ông Huệ Khả sử dụng và cái tánh người ai giờ sử dụng ông Huệ Khả ông thấy bằng cái tánh Phật rồi ông bảo kiến tánh mà thì ông có nói thì ông có nói là con liễu liễu hàng đi liễu liễu hàng đi là nó thường thấy thường nghe đó, thường biết đó. Đây là gì ông sử dụng trong cái tánh Phật thì ông được ngũ tổ ông tổ Bồ Đề là ông mới xác nhận là đúng nha. Còn có người mà cũng sử dụng tánh người mà thiếu cái kiến chấp á, đấy cái này sai. Nếu mà ông tổ Bồ Đề đều mà nói về ông Huệ Khả nói một cái là sai liền thì ông nhờ ông nói là con là liễu liễu hàng đi lại đó là bởi vì mình mới nói là tánh Phật hàng thấy hàng nghe hàng biết gì đó thì cái đây không được sử dụng là liễu liễu là cái hàng đó thì ông tổ Bồ Đề đã qua xác nhận cái này là đúng. Còn nếu mà không hiểu cái này thì tại sao bởi vì tại sao có nhiều người trong sách nói vậy nhưng không hiểu giải thích cái này là cái gì, người ta không giải thích được mà chỉ thì ông giờ có phân thơ bài cái này ra thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo là trong phần lộ trình giải dục thế giới con thắc mắc là khi chung ấm thân ngủ quên khoảng 30 phút rồi tỉnh dậy gặp ông bà cha mẹ, vậy thì chung ấm thân này còn đang ở trái đất hay đang ở cửa hải Kiều Dương? Hải Kiều Dương rồi trời để mấy tháng trời mới tới. Bởi vì tôi nói là lên máy bay 12 giờ bay và đi tới trước 5 phút thì nó tới, mà đi trước 2 tiếng thì 2 tiếng. Muốn từ ông bà mình muốn rơi về trường dạy Hải Kiều Dương ông Phật cũng không muốn cho mình rơi liền đâu. Bởi vì ông biết này 365 ngày 60 ngày nó mới tới đất này, nó mới quay tới cái này. Đâu giờ được cái đa số đi từ từ đi, nó cũng sẽ tới. Thành ra có cho nó từ từ, cái còn bây giờ đừng có nói chết ra liền, không có cái chuyện đó. Tùy theo ông thần ông Phật cũng có hiểu cái thời gian từ con người mình mà về trung tâm cái này là bao lâu, ông biết thì ông biết mà ông giống như ông mà ông hiểu về cái linh trình bay à, cái đó nó bay mấy giờ thì cho đừng ra số đi từ từ đi. Được không? Còn cái chuyện mà nó chậm nó bao là do này. Chứ sự thật nếu mà đã sử dụng cái thuật gọi là điện từ quan rồi đó, gọi điện từ công thức điện từ quan đi đi còn lẹ hơn cái điện từ âm dương
yêu của mình. Mình ở đây mình dùng điện thoại nói alo với ông Mỹ nó nghe rất nhanh. Còn cái điện thoại ngoài nó gấp 1 triệu lần cái thằng này. Còn cái chuyện mà đi chậm đi lẹ là do Phật dẫn về đó, không biết chừng nào nó đắc thì nó quay lại cái tới đó cầu nợ mở đó. Thôi ở đây đi là đi. Nó ý là vậy. Chứ đừng không có nói được thời gian được. Dạ, hiện tại đã hết câu hỏi. Quý Phật tử có muốn đặt câu hỏi thì nên xuống giơ tay để tôi mời lên hỏi.